qua bao tuần vừa rồi như các bạn đã thấy thì team mình vượt trội và thi đấu áp đảo hơn nhiều so với các team khác. Đó là cái sức mạnh áp đảo của team mình và mình nghĩ đó là kết quả xứng đáng dành cho team mình. Mình cảm thấy thành tích cá nhân của mình ổn định trong vòng bowl league, đó là một sự cố gắng hết sức của mình trong thời gian tập luyện trước thềm giải đấu. Vòng bowl league bọn mình đứng thứ 6, bọn mình không quan trọng lắm tại vì bọn mình đang thăm dò chiến thuật, đến vòng final thì bọn mình mới bung hết sức. Ở vòng Pro League thì bọn mình thi đấu tốt ở tuần thi đấu thứ 3 với một số lượng điểm cũng như là số lượng kill rất là đều. Đây là cái dấu hiệu cho thấy là bọn mình đang ổn định hơn và bọn mình rất tự tin là sẽ thi đấu tốt ở vòng Việt Nam Final. Mình cảm thấy thành tích cá nhân của mình ổn định trong vòng Pro League thì đó là một sự cố gắng hết sức của mình trong thời gian tập luyện trước thềm giải đấu. Với Bóc thì mình thấy là hiện tại đang thi đấu chưa được ổn định, hay bị mất người sớm. Còn Học viện Namuru thì thi đấu cẩn thận hơn, giữ được người đến những vòng bo cuối và đó là một điều rất quan trọng cho vòng Việt Nam Final sắp tới. Tại sao HI giành được nhiều điểm hạ gục nhất vòng Pro League này thì nó cũng phải đúng thôi, bởi vì khi mà các bạn nhìn vào team mình có 3 thành viên là Ferrari, Porsche với cả Lamborghini, là 3 thành viên tanker của những mùa trước được rất nhiều danh hiệu về MVP cá nhân và MVP giải rồi. Cho nên là sang đến từ mùa này khi mà 3 thành viên gộp lại với nhau về một team thì đương nhiên là team mình sẽ kiếm điểm hạ gục rất nhiều so với những team khác rồi. Mình cảm thấy sự bổ sung của anh Ghe giúp Học viện Lamalu có một lối chơi ổn định hơn, nhưng tuyến đầu của họ đang không được sự ổn định và combat kém hơn so với mặt bằng chung của các team Việt Nam. Mình thấy khá là bình thường bởi vì mùa trước thì mình giành được MVP nhưng mà cũng không giúp cho Talent có được một tấm vé DC. Thế nên là mùa này mình chú trọng vào thành tích của cả team hơn. Mình muốn cả team mình đạt được thành tích cao. Về phía Bóc với mình có rất nhiều ngôi sao nhưng mà không thể hiện tốt giống như team mình, thì mình nghĩ một phần đó là do Luis vẫn chưa tìm ra lối chơi hợp lý cho team, và cái thứ hai là team có quá nhiều ngôi sao và họ mới về với nhau mùa đầu tiên ấy, đâm ra là cũng chưa thể quen hết được với nhau. Học viện Namalu họ có điểm hạ cao hơn mình nhưng mà điểm kill họ kém hơn mình. Nguyên nhân là chính là do thiếu mình. Vòng Việt Nam Final chỉ có 3 ngày thôi nên điểm kill nhiều thì sẽ tốt hơn. Tính chất của vòng Pro League và Việt Nam Final khác nhau hoàn toàn. Ở vòng Pro League thì bọn mình có thể bắn kiểu giữ sức, thăm dò từng đối phương, từng đối thủ của bọn mình. Ví dụ như là mấy team mạnh ấy, thì bọn mình sẽ bắt bài được những team đó và vận dụng những cái chiến thuật đấy vào trong vòng Việt Nam Final. E ngại thì HI không có đâu. Thì trong 16 team bắn Final thì team nào HI cũng giành chiến hết. Và e ngại nhất của team HI là vấn đề tâm lý. Bọn mình sẽ cố khắc phục điểm đấy và giành chiếc vô địch lần này. HI đã thi đấu tốt ở vòng Pro League và họ đã dồn rất là nhiều sức cho vòng thi đấu này. Thì bọn mình nghĩ rằng khi đến với vòng Việt Nam Final, HI sẽ đánh mất phong độ và thi đấu không được tốt. Các bạn nhớ ủng hộ HI. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho Học viện Namalu. Mong các bạn hãy ủng hộ cho Bóc Gaming vào ngày 16, 17, 18 qua các hệ thống kênh sóng của PUBG Mobile Esports Việt Nam. Giải đấu PUBG Mobile Pro League Việt Nam mùa 3 đã chính thức khởi tranh từ ngày 24 tháng 3 cho tới ngày 18 tháng 4. Đón xem vào lúc 16 giờ hàng ngày trên các kênh sóng của PUBG Mobile Việt Nam. Trưởng thành để chiến thắng.